Đây, sáng nay Cindy đi ra, Cindy ngắm cái cây nho của Cindy nha. Mỗi ngày Cindy ra, trước khi đi làm là Cindy đi ra, Cindy ngắm cái cây nho của Cindy. Hôm nay trái ra rất là nhiều và lớn, chứ không phải là nhỏ nha. Có nhiều trái quá thì cũng có trái nhỏ và trái lớn đây. Nhưng mà nhìn nè, hôm nay nho của Cindy nó ra rất là dễ thương. Cindy không biết có ai giống như Cindy không. Mỗi khi mà Cindy đi ra ngoài vườn mỗi buổi sáng như thế này đây, Cindy nhìn thấy cây của mình nó phát triển càng ngày càng lớn dần thì trong lòng Cindy rất là vui. Cindy không biết các bạn có giống như Cindy không hả? Mình tự tay mình trồng ra những cái gì mà mình yêu thích đó các bạn, đó là cái đam mê của mình á. Thì Cindy thấy trong lòng của mình rất là thích thú. Mỗi buổi sáng trước khi Cindy đi làm là Cindy đi ra ngắm từng cái cây mà của Cindy đang đang chính tay mình trồng đó các bạn. Cindy thấy rất là thích luôn các bạn ơi. Cindy cũng định đi cái ngày ốp của Cindy đi kiếm thêm một vài cây nho nữa Cindy về trồng, và Cindy sẽ làm cái giàn ở trước cửa nhà của Cindy luôn. Tại vì Cindy thấy trồng nho thì rất là dễ trồng, mà khi mà nó có trái rồi thì rất rất là thích luôn. Cái tiếng nước chảy róc rách ở bên sau lưng của Cindy á, có nuôi cái hồ cá, nghe cái tiếng nước chảy, cái tiếng chim nó hót á các bạn. Không biết các bạn như thế nào chứ Cindy rất là nhớ quê. Cây nho của Cindy quá trời dễ thương luôn rồi các bạn, ngồi trái gì mà trái nghẹt nghẹt cây nghẹt trái luôn, thương quá à. Mỗi ngày mình thấy nó phát triển một ngày một lớn á, thì cảm thấy trong lòng mình rất là vui luôn, đúng không các bạn? Đây là tuốt ở trên cái đọt luôn nè. Nè. Nó ra trái như thế này đây các bạn. Trái mà nó chùm chùm như thế này nè. Chàng ơi, trong lòng của Cindy rất là thích luôn. Không có gì bằng cái tự tay mình làm ra những cái món ăn cho gia đình, tự tay mình trồng ra những cái cây mà nó cho mình ra được nhiều trái á các bạn. Cindy cảm thấy rất 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 là tự hào luôn, rất là thích. Thì bí quyết trồng á thì Cindy cũng không có cái bí quyết gì đâu các bạn à. Thì cũng đem cây về để vào trong đất, rồi mình bón thêm phân cho cây, mình chăm sóc cây, mình nuôi dưỡng cây. Thì mỗi một ngày đó, cái lòng thành của mình từ 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 cây nó cũng được cảm nhận đó nha các bạn. Cái gì nó cũng có, người ta gọi là tâm linh, thì xin đề nghị chắc là cũng như vậy. Mình chăm sóc cây, mình yêu mến cây thì cây nó sẽ cho mình ra được cái kết quả rất là tốt. Đó, cái cây nho của Cindy á hả, phải nói là trái ơi là trái luôn. Cái này là Cindy mua cái gốc nó từ ở Home Depot lô, họ bán ở trong trang chỗ cái chỗ mà cây giống đó các bạn. Họ để ở trong một cái bịch, thì trong một cái bịch đó nó có một cái ít phân ở trong cái bọc, thì mình đem về, Cindy cũng đem ra. Cindy đem ra rồi Cindy gắm xuống. Hồi lúc đầu Cindy mua đó, cái gốc của nó có bé lớn thôi, cái gốc của nó nhỏ như thế này nè các bạn, chỉ có một nhánh đi ở bên trong cái bọc đó thôi. Nhưng mà Cindy nói trước là cái cây này là Cindy trồng được 2 năm rồi nha, hồi năm rồi là nó lại không có một cái lá mà cũng không có một cái bông luôn. Nhưng mà Cindy dưỡng dưỡng năm rồi á thì nó chỉ có lên một cọng chọi lõi như thế này thôi nè, nó lên được một ít lá thôi các bạn, thấy không, cái cọng nó nhỏ như thế này đây.
Mà năm nay á, là khi mà vào mùa đông á, thì Cindy thấy cái gốc này thì nó hơi lớn nè các bạn, nên Cindy nói với chồng Cindy thôi kệ đi anh ơi, mình không có thấy nó có trái, mình không thấy nó phát triển, nhưng mà thôi kệ đi, mình cũng không có bỏ liều nó, nên Cindy cũng chăm sóc nó khi mà nó cái cây mà nó lớn được như thế này nè các bạn, trong một năm cái gốc cây nó lớn được như thế này nè, thì Cindy cho các bạn xem cái cây mà nó bị chết khô nha. Đây, cái này là cái nó chết khô, nó còn ở trên đây nè các bạn, tức là mùa đông á cái cây nó chết khô như thế này đây. Cindy cũng thất vọng lắm, nhưng mà nói thôi kệ đi, mình cũng để cho nó nằm ở đó đi, khi nào mà nó phát triển thì phát triển, chứ bây giờ mình cũng không biết làm sao. Nhưng mà khi mà ra mùa đông rồi đó, Cindy thấy nó nhố cái mầm như thế này nè các bạn, nó nhố cái mầm như thế này nè, mà nó ra đầy hết trơn luôn mấy cái nhánh, có nhiều nhánh nè, nó còn chết khô mà Cindy chưa cắt được nè, tại vì nó cao quá Cindy chưa có thời gian để cắt á. Nếu mà Cindy cắt mấy cái nhánh này nó sẽ đâm trượt ra nữa đó các bạn. Nhưng mà mình thấy nếu mà nó đâm trượt ra nhiều quá, nó không thể nào mà nó nuôi được nhiều trái, nên Cindy phan hay cắt, để mùa đông tới nên Cindy sẽ cắt tỉa bớt, bỏ hết mấy cái nó khô cháy như thế này nè, thì Cindy sẽ nuôi lại cái gốc của nó. Mà cái cây nho này á, nó rất là dễ trồng nha các bạn. Các bạn khi mà mùa đông á, các bạn cắt nhánh tỉa, nhánh bỏ hết đi. Nhưng mà khi mà ra mùa hè đó, thì cái thân của nó đó, nó sẽ cho mình cái tược mới, và nó sẽ ra nhiều cái nhánh và nhiều cái trái nha các bạn. Nhiều cái nhánh và nhiều cái hoa, nó sẽ kết trái lại. Cái cây này á, là nó tự thụ phấn cho cây sau á, mà Cindy thấy hả, nó kết trái ra rất là nhanh nha. Mình đừng có nản những cái gì mà mình trồng mà chưa có kết quả đó các bạn. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái cây mình mới vừa trồng á, nó còn nhỏ đó, nó chỉ nuôi thân, nuôi gốc nó thôi, nó chưa có phát triển được nhiều, các bạn đừng có nản lòng nha. Nếu mà các bạn nản lòng thì các bạn khó trồng cây lắm. Nên mình chăm sóc, mình dưỡng từ từ nó có ra được nhiều đọt, nhiều nhánh. Thì nhiều đọt, nhiều nhánh đó sau này nó sẽ cho mình ra rất là nhiều hoa, nhiều trái nha các bạn, đừng nản lòng. Thỉnh thoảng là Cindy có cho bone meal, blood meal và muối ép sinh sót đó các bạn. Cindy trộn chung với nhau rồi Cindy tưới vào cái gốc cây của nó, mà cũng khoảng 2 đến 3 tháng thì Cindy cũng phải cho thêm những cái loại phân khác, như là phân 14-14-14 nè. Nếu mà không cho phân 14-14-14 đó, là Cindy cho phân 13-13-13, 10-10-10, để cho cây của mình đó các bạn, nó giống như là nó thay đổi cái món ăn mới á, thì cái cây của mình đó, nó sẽ ra sức sống mới và nó phát triển rất là mạnh luôn nha các bạn. Giống như mà mình ăn cơm với thịt hoài á, thì nó cũng ngán đúng không? Thì thỉnh thoảng thì mình cũng phải cho nó ăn cá, phải cho nó uống nước. Thì nói chung ra là mình cũng vậy, mình ăn một món hoài mình rất là ngán, thì mình đổi món cho nhau thì ăn thì nó thay đổi khẩu vị, ăn nó ngon miệng hơn. Và cơ thể của mình nó bổ sung nhiều chất, nó sẽ tốt cho cơ thể của mình nhiều hơn. Cho nên Cindy cũng đổi phân thường lắm nha. Thỉnh thoảng khoảng 1-2 tháng là Cindy cho phân gà vô trong gốc nó một ít. Nhưng mà không có cho vào gốc đâu nha các bạn. Cindy sẽ gãi vòng vòng ở bên ngoài như thế này đây nè. Cindy gãi vòng vòng ở bên ngoài. Cindy không có cho vào thẳng vào gốc đâu, tại vì phân gà nó rất là mặn nha. Đây là cái kết quả mà Cindy thấy, là Cindy cũng rất là vui. Mình đang nói về nho, thì bây giờ qua đây á, là Cindy sẽ cho các bạn xem chậu sen của mình hôm nay thì nó cũng đã phát triển một cách mạnh mẽ như thế này, và chậu súng cái lá của nó tươi xanh như thế này, là cây của mình hấp thụ cái chất dinh dưỡng rất là tốt đó nha các bạn. Và hôm nay cái cây nho này của Cindy nè, chuẩn bị hoa đang chuẩn bị nở nè các bạn thấy nè. Hôm nay thì cây nó ra rất là cái bông của nó ra rất là lớn, là cây này chuẩn bị để mà nó nở hoa và nó kết trái. Thì Cindy cũng vài hôm nữa Cindy cũng đi kiếm lưới để mà Cindy làm lại cái cây này, để cho cái cây này nó có nhiều cái chỗ để nó bò đó các bạn. Tại vì nho này nè các bạn nhìn nè,
cái thân của nó xum xuê như thế này đây. Đây, cái thân của nó xum xuê như thế này. Cindy hoàn toàn trồng từ ở trong chậu nha các bạn. Đó, cái thân của nó xum xuê như thế này thì nó đang phát triển mạnh mẽ và hoa ra rất là nhiều như thế này, nhánh đâm tược cũng rất là nhiều. Mình cũng cần cho nó có một cái chỗ để nó thở. Nó ra, nó bò ra nhiều quá. Cindy guộng nó vào đây nè, guộng nó vào bên trong đỡ. Thì các bạn thấy không, thì vừa ra mùa đông thì Cindy cũng cho bone meal, black meal và muối thôi, chứ Cindy chưa có bón cho cây cái gì hết. Từ từ khoảng 1-2 tuần nữa đó, cho cây kết thụ xong rồi đó là Cindy phải bón thêm phân cho cây nha các bạn. Phải bón dưỡng cái cây của nó. Cái phân mà Cindy bón dưỡng á, thì cũng không có cái gì ngoài cái phân mà 13 13 13, và thỉnh thoảng là cũng cái phân 10 10 10. Để chừng nữa Cindy sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Mấy cái phân đó đó là Cindy mua ở trong Walmart đó các bạn. Có nhiều Walmart nó bán cái phân 10, 10, 10. Cũng có nhiều chỗ nó bán 13, 13, 13. Walmart này không có thì mình tìm Walmart khác nha các bạn. Còn không là mình lên Amazon mình tìm thử giùm cho mình nha. Đó là cây. Các bạn nhớ cái cây cherry này của mình không? Hôm trước thì cây nó ra rất là xum xê tùm. Đó, Cindy cắt tỉa gọn lại cho nó tròn như thế này đây. Chừng nữa nó ra nó giống như cây bonsai vậy đó các bạn. Và đây cũng là cái cây mà Cindy cũng cắt lại nè. Cái này là cái cây apple mà ông xã mình gieo từ hạt đó. Hồi hôm trước thì các bạn thấy là Cindy quay là nó tùm hết. Nhưng mà hôm nay thì các bạn nhìn thấy cây của mình nó gọn không? Cindy không thích cho cây nó lên cao, cho nên Cindy thường xuyên cắt và tỉa những cái nhánh của nó lên cao như thế này. Cái nhánh này nó rất là lớn nha các bạn. Nó lớn bằng cái ngón tay của mình đó. Thì các bạn cũng biết là cái nhánh nó lớn như thế nào. Cindy cắt ngang hết. Cindy thích bo tròn cái cây của mình lại. Bạn thấy khu vườn nhà của Cindy nhỏ thiệt, nhưng mà Cindy trồng rất là nhiều loại, từ rau, từ đó, dưa leo bên đó đó, Cindy mới vừa nâng nó lên đó các bạn. Còn đây là cái cây apple nè, cái nhánh này là cái nhánh của chồng mình ghép nè. Hôm nay thì nó cũng đã ra hoa như thế này, mà cũng có một số trái nó nằm ở đây nha. Cái cây này là Cindy trồng ở dưới đất nha. Cái trái nó Cindy thấy nó trái nhiều nhưng mà nó không có được ngon. Cho nên nó là đây là những cái nhánh mà ông xã của mình ghép nè. Nó khác với những cái nhánh mà nó có cây, nó sẵn ở trên cây như thế này. Nên cái này nè, Cindy đáng lẽ chặt bỏ nhưng mà Cindy không chặt. Chồng của Cindy nó để là để đó, để cho anh ấy cấy những cái ghép những cái trái ngon vào trong cái thân cây. Nên mình cũng lợi dụng cái cây này mình ghép những cái cây khác vào nha các bạn. Và đó là cái cây lê nhật. Cái cây lê nhật đó thì các bạn thấy nè, cái gốc của nó hôm nay nó cũng rất là lớn, bằng cả hai bụm tay của mình. Mình bụm lại cái cây này là cũng được là 3-4 năm rồi nha các bạn. Nhưng mà trái nó ra nó èo ọt lắm. Cindy cũng mới vừa cắt hết luôn. Các bạn nhìn xem nè, cái mà Cindy cắt đây nè các bạn. Mình không có tiếc đâu. Mình không có tiếc khi mà mình cầm kéo hoặc là cầm cưa lên mình cắt bỏ đâu. Tại vì Cindy rất là thích những cái cây bonsai. Những cái cây bonsai nó vừa thấp mà trái nó lại nhiều, thì Cindy thích như vậy. Cindy không có thích cái cây của mình nó tùm quá. Nhìn cái ở đằng sau nhà của mình toàn là cây lá không, cũng rất là sợ. Nên Cindy chặt bỏ hết phần ở bên trên. Các bạn thấy không, cái cây của mình nó tròn như thế này đây. Ở dưới thân nó là Cindy tuốt bỏ hết luôn những cái nhánh. Còn đây là cái nhánh này là cái nhánh Cindy không bỏ, là Cindy thấy là ông xã của mình đang ghép vô đó các bạn. Cái nhánh này là của ông xã mình ghép, cho nên nó cái nhánh này Cindy không có bỏ. Những cái nhánh mà chồng mình ghép vào thì mình không có bỏ nó nha. Cái cây này là cái cây chocolate. Hôm nay nó cũng ra hoa rồi. Và táo của Cindy thì mình phải nói là táo của mình nó nở hoa ra ngẹt cây luôn.
bạn thấy không, từ ở dưới gốc nó mà đưa đi lên trên. Cindy cũng mới vừa thay những cái cây khác và Cindy cũng cắt tỉa cái nhánh của nó. Các bạn thấy hôm nay là cái thay cái cây táo của mình, nó cái thân của nó rất là đẹp luôn nè, thấy không? Mình sẽ buộc tán cho nó gọn gàng lại, tuy là nó có bông thiệt nhưng mà Cindy cũng vẫn cắt bỏ nha các bạn, để cho nó cái cây nó vừa đẹp mà cái cây nó lại nhìn thấy có sức sống nữa. Các bạn nhìn thấy nè, cái lá nó xanh non mơn mởn như thế này là cây của mình nó hấp thụ cái chất dinh dưỡng rất là tốt đó nha các bạn. Có nhiều cô bác anh chị nói sao mà bón phân không có cho mình biết được là phân của mình bón bao lâu bón một lần. Dạ hôm nay thì Cindy cũng xin góp ý kiến luôn là Cindy bón phân mỗi một cái cây á, là Cindy bón phân như thế là từ 3 tháng đến 4 tháng, có cây á, thì từ 1 tháng đến 2 tháng nha các bạn. Cũng tùy theo cái phân của mình bón nè. Các bạn thấy không, táo của mình hôm nay nó có trái rồi nè, đây là trái táo, nó ra táo non nè các bạn. Thì bón, cái cách bón phân thì Cindy đã cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà Cindy có thỉnh thoảng Cindy không có nói là mình bao lâu mình bón một lần. Nhưng mà nếu mà những cái cây á, mà trồng ở bên dưới đất á, thì Cindy từ 5 đến 6 tháng Cindy mới bón một lần nha các bạn. Còn nếu mà những cái cây mà trồng ở trong chậu như thế này nè, là mỗi ngày mình tưới nước cho cây, mình tưới nước cho cây thì những cái phân bón mà mình đã cho cây nó hấp thụ á, thì nó lại trôi ngược ra ngoài cái đường nước của mình tưới. Táo khi mà nó đang có trái như thế này thì luôn luôn ở trong cái chậu của mình luôn luôn là phải điều nước, ngập nước nha các bạn, để cái gốc của nó hấp thụ lại để nó nuôi những cái khác nha. Trước đây á, là Cindy có thắt lưng cây táo, đây là những cái gốc mà cây táo mà thì Cindy thắt lưng nè. Hôm nay á, là nó cho mình ra những cái nhánh rất là nhiều, mà Cindy cũng nói là Cindy thắt lưng chỉ một lần thôi nha các bạn, một lần thắt lưng thôi chứ mình không có thắt lưng nhiều, cây mình nó sẽ mất sức lắm. Còn mà phân mà từ nếu mà Cindy mới vừa bón phân hôm trước 14 đó, thì khoảng một tháng sau Cindy mới bón bone meal, black meal và muối vào trong này cho cây nha các bạn. Cái muối á, bone meal, black meal á, nó sẽ làm cho cái lá của mình hấp thụ cái chất dinh dưỡng, hút cái chất dinh dưỡng vào trong cái lá này nè các bạn, thì nó mới nuôi dưỡng được cái cây của mình. Nhưng mà bone meal, lắc meal và muối á, là Cindy cách khoảng từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, tùy theo cái khả năng mà mình tưới nước mỗi ngày như thế nào nha các bạn. Và cũng tùy theo cái lúc mà mình bón phân nha, chứ không phải là lần nào mình cũng bón hết. Cái đó là cái lỗi của Cindy, khi mà bón mà Cindy không có nói là khoảng bao nhiêu lâu để mình bón một lần, cái đó là cho Cindy xin lỗi nha. Cindy cũng nói là bón phân bone meal, black meal and muối Epsom salt đó là từ 2 đến 3 tháng. Và cũng tùy theo cái cây lớn cây nhỏ mà mình bón nha các bạn. Nếu mà cây lớn á, mình quậy một cái thùng nước á, mình bón vào trong đây lên một cái ca nước là khoảng 1 lít nước á, là mỗi một cái gốc lớn như thế này là Cindy tưới vào trong đây á, là 5 cái ca nước đó, tức là 5 cái lít nước mà bone meal, black meal và muối nha các bạn. Mà cái cây lớn như thế này thì mỗi ngày á, mình tưới nước rất là nhiều, cho nên từ 1 tháng rưỡi cho tới 2 tháng là Cindy bón bone meal, black meal và muối Epsom salt vào cho cây nha các bạn. Cái đó là cái chất dinh dưỡng để cho nuôi bộ rễ, nuôi lá và nuôi thân của cây nha các bạn. Thì hôm nay Cindy thấy nè, cái táo tàu của mình hôm nay thì nó có ra rất là nhiều trái non rồi. Lúc này á, là cái lúc á, là mình phải tưới nước cho thật là nhiều. Có nhiều cô bác anh chị nói á, là khi mà táo mà nó ra hoa như thế này, nó có trái non mà tưới nước nhiều quá là cây của mình rụng. Dạ thưa, không phải là cây của mình tưới nước nhiều mà nó rụng đâu các bạn, mà tại vì cây của mình nó ra rất là nhiều hoa và nó có rất là nhiều trái non, thì cũng phải cho nó chọn lọc lại một cái số trái nào mà nó nên giữ và một cái số trái nào nó nên rụng, chứ không có hoàn toàn hết 100% mà để cho nó đậu trái mà
nó thật là nhiều như vậy. Nếu mà đậu trái thật là nhiều như vậy thì cây của mình nó rất là mất sức nha các bạn. Tại cây của mình nó cũng không có lớn và mình không có phải là mình trồng ở dưới đất. Trồng ở dưới đất á, là cây của mình nó, cái rễ nó đi đủ thứ chỗ hết để mà nó tìm cái dinh dưỡng, cái nguồn nước cho nó uống. Nhưng mà mình trồng ở trong chậu á, là sáng mình tưới một lần, chiều mình tưới một lần, chỉ có hai lần tưới nước thôi. Thì cái cây của mình ở bên trong chậu nó mới ẩm nước như thế này, nó mới đủ nuôi cái thân của nó để nó nuôi trái và nuôi lá. Chứ nếu mà có nhiều người nói là mình tưới nước nhiều quá nó sẽ bị rụng, dạ không, em không biết là mọi người như thế nào thì em không biết nha. Nhưng mà cái này là cái thật lòng của Cindy. Cindy trồng như thế nào và cây của Cindy nó phát triển như thế nào là Cindy cũng đã trình bày hết cho tất cả các bạn, các anh chị em và cô chú đã xem rồi. Thì Cindy trồng như thế nào thì Cindy chia sẻ lại như thế đó thôi, chứ không phải là Cindy giấu giếm hay là cái gì hết. Thật sự thì mình trồng như thế nào thì mình chia sẻ như vậy thôi. Và cái kết quả nó ra sao á, thì Cindy cũng đã quay cho các cô chú xem rồi đó. Cũng có nhiều người á vào bình luận á, nói là Cindy á nói chuyện nhiều quá, nó nhiều hơn là thực hành. Dạ cái đó thì Cindy cũng xin lỗi. Tại vì cái đó là cái bản chất con người của Cindy từ đó tới giờ rồi. Nói á, là phải nói cho cặn kẽ để cho cô chú hiểu, nhưng mà cũng có nhiều người cũng chưa có hiểu được cái ý của Cindy. Mà nếu mà Cindy không nói á, thì nó sao quay không mà không có thuyết trình, không có nói cho mọi người nghe. Bởi vì người ta nói á, 9 người 10 ý, một người 100 người ghét thì cũng còn một người thương, để cho người ta có được cái động lực, đúng không các bạn? Thì nếu mà Cindy có nói cái gì không phải á, nếu mà không có nghe được á, thì cho Cindy xin lỗi nha. Còn mà nếu mà có nghe được á, thì cũng có nhiều người thích, cũng có nhiều người không có thích, cho nên á, Cindy cũng không có bận tâm gì lắm. Nhưng mà Cindy yêu cầu là nếu mà thích á, thì vào xem và thực hành giống như Cindy. Còn mà nếu mà không có thích á, thì cũng Cindy cũng xin là đừng có nói cái gì mà quá đáng lắm, để cho cái người nghe nó đau lòng. Còn anh chị em nào á mà cảm thấy á, mình biết được nhiều cái thông tin, nhiều cái bổ ích, nhiều cái hữu ích cho cuộc sống á, thì nên lên để mà chia sẻ với mọi người, để cho người ta tham khảo, người ta chung tay, người ta làm chung với mình. Mình cũng đó là cái này, cái đam mê và cái niềm vui, đúng không? Thì nếu mà cô bác anh chị nào có biết được cái bí quyết như thế nào á thì lên chia sẻ đi. Cindy cũng học hỏi theo và Cindy sẽ áp dụng làm theo nha. Cindy cũng cảm ơn nhiều lắm. Tại vì mình thấy những cái gì mà mình áp dụng được thì mình áp dụng. Người ta không có bắt buộc mình phải làm theo những cái mà quy trình giống như của người ta. Mỗi người một ý, mỗi người một cái sức sống mà, đúng không các bạn? Thì Cindy cũng có một cái lời tâm sự như thế thôi. Thật sự mà nói thì nhiều lúc đó nha, Cindy bón phân là một phần, nhưng mà các bạn biết cái cây của mình nó tươi tốt là nhờ vào cái gì không? Hôm nay Cindy cũng bật cái bí quyết ra cho các bạn xem là những cái cây của mình nó tươi tốt là nhờ về cái gì. Dạ đôi khi Cindy ăn cá ăn thịt, Cindy làm cá làm thịt mấy cái kỳ cá đó các bạn, và mấy cái kỳ mà đầu tôm đầu tép đồ mình bỏ đó, thì Cindy sẽ không bỏ, cho dù bất cứ làm thịt gà gì cũng Cindy không bỏ nha các bạn. Cindy để vào trong cái tô và bằm cho nó hơi nhỏ nhỏ ra, Cindy chôm vào cái gốc cây. Cho nên á, thỉnh thoảng Cindy á bón phân rất là ít nha các bạn, vì phân hữu cơ của mình là phân mà mình đầu tôm đầu tép nó đã nuôi cái cây của mình rồi, với lại nó cũng cho cái chất đó nó đầy đủ rồi, nó tan một cách từ từ, chứ không phải là nó tan một lần một mà nó đã hết. Cho nên nó là Cindy không có để nhiều cái phân bón đâu, tại mình ăn ở nhà mà các bạn. Nên nếu mà ai mà có thích á thì nên nhớ ăn đầu tôm đầu tép và làm mấy cái thịt gà đó, mấy cái bộ đồ lòng gà đồ này kia đó mà mình không ăn đó, mình nên chôn vào trong mấy cái gốc cây như thế này nha các bạn. Thì từ từ cái đó nó phân hủy qua, nó phân hủy những cái đó ra, là nó sẽ làm phân hữu cơ để nó nuôi dưỡng cây mình rất là tốt nha các bạn. Đó là cái kinh nghiệm của Cindy thôi. Còn nếu mà cô chú anh chị các bạn nào mà không có thích làm á thì đừng làm theo nha các bạn, để không mấy vào cầm lên là chửi Cindy cũng thấy cũng hơi khó chịu với Cindy nha.
Dạ, bây giờ thì Cindy cũng có một ít số để mà nói như, có một ít lời để mà nói như vậy thôi. Cindy cũng có một cái ít lời để mà chia sẻ với các bạn như vậy. Nếu mà có thích cái video của Cindy á, thì nhớ bấm đăng ký để mà khi mà Cindy có lên video mới á, các bạn là người đầu tiên để mà nhận cái video của Cindy nha. Cindy xin tạm dừng cái video tại đây. Cindy hẹn vào cái video kế tiếp để mà cho coi cái kết quả khi mà trái của mình nó như thế nào nha. Mỗi ngày thì Cindy sẽ ra để mà ngắm nghía những cái cây của mình trồng, hoa và trái nó như thế nào. Thì Cindy cũng chia sẻ lên cho các cô chú các bạn nhà xem như thế đó thôi. Cindy xin hẹn cô chú các bạn vào cái video kế tiếp nha. Cindy xin chúc cho tất cả các bạn thân yêu được nhiều hạnh phúc và được nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Cindy xin tạm dừng video tại đây. Tạm biệt và hẹn các bạn vào video kế tiếp của Cindy. Thank you.